Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày Bính Dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lư trung hỏa, kỷ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ, và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ. Đặc biệt đó, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 13 tháng 4 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày tam nương sát, 6, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn chia chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đang trên đà được tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày với bạn tuổi Tý luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả mà bạn đạt được là vô cùng xứng đáng. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, đây là ngày cũng thích hợp để cho bản mệnh tiến hành việc kết bạn hay là làm ăn, hoặc là bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý, vẫn cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra câu trả lời. Bạn đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nữa bạn tuổi Tý nhé. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này báo hiệu cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua những người bạn thân thiết giới thiệu. Với bạn tuổi Tý, bạn đừng có ngồi đợi vì sự lạnh lùng của bạn sẽ không có ai dám lại gần nữa đâu nhé.
về câu quý tiểu bản tuổi Tý trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nhận thành quả xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy vận trình công danh sự nghiệp đang trên đà được tăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định việc hợp tác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ có thể tiến hành việc kết bạn hay là làm ăn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua mai mối giới thiệu. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 27, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chưa chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu không gặp phải bất kỳ vấn đề trở ngại nào trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không vướng phải những sai lầm về tài chính mà có cho mình thu nhập ổn định về lâu bền nữa. Trong ngày thứ sáu này, với bạn tuổi Sửu đang có được các thần này chiếu mệnh cũng báo hiệu cho bạn những điều lành đang tới. Lúc này rất thích hợp để cho bạn mạnh dạn đầu tư hay là kinh doanh. Và nếu như bạn tuổi Sửu có ý định mở rộng về khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ đi bạn tuổi Sửu nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa hai bên đang có hiềm khích mà không ai muốn nói ra, khiến cho mối quan hệ rơi vào khoảng lặng. Và điều này càng để lâu thì càng khiến cho mâu thuẫn thêm phần sâu đậm và tình cảm nhạt nhòa đi nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim thu nhập ổn định nhờ có kế hoạch chi tiêu cụ thể rõ ràng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy đường tìm kiếm tài lộc được hanh thông suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa có thể lên ý tưởng để mở rộng khoản thu nhập hàng tháng cho mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ thích hợp để mạnh dạn đầu tư hay là kinh doanh trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc đôi lứa có những hiềm khích riêng khiến cho tình cảm nhạt nhòa. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp tiếp thêm sức mạnh cho bạn, làm cho bạn không hề nao núng khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong công việc ngày hôm nay. Và dù với bạn tuổi Dần có những khó khăn trước mắt, nhưng với bạn vẫn quyết tâm để chinh phục được mục tiêu đã định nữa. Với bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, bạn có động lực để làm việc, lại có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không quá khó để cho bạn vượt qua những khó khăn đang tồn tại để đi đúng hướng, đúng đường, tiến tới vinh quang. Và ít nhất thì hiện tại với bạn đang được cấp trên ghi nhận về những nỗ lực của bạn, và đó là một điều rất xứng đáng, rất đáng mừng cho bạn. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành mộc vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bạn, nhất là đối với những người có tiền sử về bệnh gan thì càng cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Với bạn tuổi Dần cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt thích hợp cũng như là ăn uống lành mạnh, dùng các món ăn tốt cho sức khỏe của mình để đảm bảo cho sức khỏe được tốt hơn nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy
quyết tâm chinh phục được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, không nao núng khi đối mặt với những khó khăn, thử thách trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, được cấp trên ghi nhận những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có động lực làm việc và tinh thần bền bỉ để vượt khó. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt để bảo vệ cho sức khỏe được tốt hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 86, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây có thể là nguyên nhân khiến cho tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay đang có sự hao hụt, mất kiểm soát. Với bạn mệnh tuổi Mão có thể sẽ mắc phải những sai lầm khi đưa ra quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Với bạn không mảy may nghi ngờ khi họa phá tài đến gần bên mình, tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân lừa gạt và chiếm đoạt những gì mà mình đang có. Với bạn tuổi Mão, cùng bởi thiếu đi sự cảnh giác, không cẩn trọng, đó chính là lý do khiến cho bạn trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Và dù thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Mão cũng cần phải giữ bình tĩnh, giữ sự tỉnh táo và biết được việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả ra làm sao để tránh phải hối hận trong tương lai khi phải trả những cái giá khá chỉ là đắt nữa bạn tuổi Mão nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có màu khí đương vượng, điều này có thể thấy cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bản mệnh tuổi Mão cần phải chú ý ăn uống khoa học, tránh làm việc căng thẳng quá độ hay là mải mê làm việc mà bỏ bữa. Cái điều này có thể gây ra những tác hại không lường trước được. Sức khỏe là điều quý giá, nếu như bạn không biết quý trọng thì sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối hận thì cũng đã muộn màng mất rồi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, có thể sẽ mắc phải những sai lầm khi đưa ra những quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiền bạc bị hao hụt một cách mất kiểm soát. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, cần phải giữ tỉnh táo để nhìn nhận ra âm mưu của những kẻ xấu. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, bất cẩn có thể tạo cơ hội cho tiểu nhân lừa gạt bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, chú ý ăn uống khoa học, tránh làm việc căng thẳng quá độ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn đón nhận một ngày có nhiều tin vui về con đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Với bạn tuổi Thìn, bạn có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Tuy có chút vất vả, nhưng thành quả mà bạn nhận về khiến cho bạn rất hài lòng nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, có được cơ hội phát triển về quy mô làm ăn lớn hơn. Và nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội này, thì với bạn chẳng phải lo không có tiền tiêu, bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài đến với mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cũng đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành mộc thổ xung khắc, cho nên về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được suôn sẻ như vận trình tài lộc. Bạn mệnh tuổi Thìn cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn, và nếu có khúc mắc nảy sinh giữa vợ chồng thì với bạn không nên cố tình lờ đi, mà đôi bên cần phải thẳng thắn để trò chuyện với nhau thì mới nhanh chóng tháo gỡ được những vấn đề mâu thuẫn mà bạn đang gặp phải nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đón tin vui về con đường tài lộc, tiền bạc ào ào đổ về túi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài đến với mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đối với những người kinh doanh buôn bán có được cơ hội phát triển về quy mô làm ăn lớn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ vấp phải không ít những khó khăn trở ngại trong việc thuyết phục mọi người tin tưởng và lắng nghe theo mình ngày hôm nay. Và dường như với bạn tuổi Tỵ, với những biểu hiện của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua vẫn chưa đủ để đập tan sự nghi ngờ ở trong lòng mọi người. Với bạn tuổi Tỵ cần phải tìm cách để chứng minh năng lực của mình là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc, thay vì tỏ ra nóng nảy hay là trách móc đối phương bạn tuổi Tỵ nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang đón nhiều tin vui về con đường tài lộc. Với bạn mệnh tuổi Tỵ, rất có lộc về làm ăn, đặc biệt là đối với những ai làm kinh doanh, buôn bán, bạn có thể sẽ ký được những hợp đồng có giá trị hoặc là gặp được những đối tác tiềm năng, đáng tin cậy, hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lớn cho tương lai của mình nữa. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cũng cho thấy bản mệnh cũng đang duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Vợ chồng bạn tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, bản mệnh cũng không quên tạo ra một vài bất ngờ nhô nhỏ cho nửa kia của mình nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, cần phải tìm cách để chứng minh năng lực thay vì tỏa ra nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, vấp phải những khó khăn trong việc thuyết phục mọi người tin tưởng và nghe theo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có thể ký được những hợp đồng có giá trị. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đối với những người làm kinh doanh buôn bán có được lộc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 82, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần Ngọ tốt phù trợ. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng. Với bạn tuổi Ngọ đang có được nhân duyên rộng mở, giúp cho những bạn đang còn độc thân có được cơ hội kết duyên vừa ý. Bạn mệnh đang còn độc thân thì đừng có bỏ lỡ cơ hội để làm quen, gặp gỡ với những người khác phái trong ngày hôm nay. Biết đâu đó chính là một nửa lại sinh ra để dành cho bạn thì sao bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này, đối với người đã có đôi có cặp thì có được một ngày vui vẻ bên nhau. Sau những ngày làm việc căng thẳng, chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được ở bên người mình yêu thương, nghe người ấy hỏi han, quan tâm và chia sẻ những câu chuyện bình yên bên nhau. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn cũng nên nhớ là chớ nên mãi mê yêu đương mà sao nhãng trong công việc, nhất là trong ngày có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh. Đáng lẽ có thể với bạn sẽ hoàn thành được công việc như dự kiến thì bản mệnh cần phải có thêm thời gian. Có thể điều đó sẽ gây ra một số rắc rối cho bạn khi
không chạy đúng tín độ được giao nữa bạn tuổi Tỵ nhá, bạn tuổi Ngọ nhá. Về cầu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhân duyên rộng mở. Đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội kết duyên vừa ý. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên có rất nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chớ nên mãi mê yêu đương mà sao nhà công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đối với những người đã có đôi có cặp có được một ngày vui vẻ bên nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ gặp rắc rối khi không chạy đúng tín độ công việc được giao. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 80, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi sẽ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Và dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, với bạn cũng luôn cần phải chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Và đó có thể là những kẻ tiếp cận vì muốn lợi dụng bạn mà thôi. Trong ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì với bạn tuổi Mùi cũng cần phải biết giữ mình trong các mối quan hệ với những người khác. Và trước khi làm việc gì đó với bạn, nên nghĩ tới người thân, đừng để có để cho những lời bàn ra tán vào, gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình nhé. Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, sẽ gặp khá nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi có thể sẽ tạo lập được các mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc là với những khách hàng tiềm năng. Và đây là nấc thang để cho bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, giữ khoảng cách với người khác, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có tinh thần trách nhiệm với công việc mình đang làm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo vận trình của mình gặp nhiều hung hiểm trong ngày hôm nay và đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đào hoa sáu bao trùm lên vận trình của bạn, làm cho bản mệnh tuổi Thân cần phải chú ý giữ gìn về tình cảm gia đình. Đừng có để cho những khúc mắc cá nhân tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân, khiến cho tình cảm, tình nghĩa vợ chồng bị tan vỡ. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng bị ảnh hưởng phần nào trước tình trạng này. Đào hoa không phải là không có, nhưng có thể nói không có được nhân duyên lành, người đến nhanh mà đi cũng nhanh, mối quan hệ chẳng đi đến đâu và bản mệnh cũng chưa thực sự hài lòng với bất cứ người nào, cho nên thà rằng độc thân còn hơn nhắm mắt đưa chân. Tình cảm gặp nhiều trúc trắc còn bị ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc của bạn trong ngày hôm nay. Khi với bạn tuổi Thân, bạn khó lòng tập trung vào công việc của mình do bị ảnh hưởng bởi hung thần là thiên quan gây ra. Với bạn tuổi Thân, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn để không tạo ra cơ hội cho kẻ tiểu nhân ra tay để hãm hại mình, gây chuyện thị phi, tin đồn sai sự thật. Chỉ một phút lơ là có thể sẽ gây họa lớn. Với bạn tuổi Thân đừng có mạo hiểm nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đề phòng điềm báo, hung hiểm có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đối với những người đang còn độc thân, buồn rầu vì những mối quan hệ không đi đến đâu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đào hoa xấu khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, khó lòng tập trung vào công việc, tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, thà rằng còn độc thân còn hơn nhắm mắt đưa chân. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 5253, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu ánh kim, với nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan tương trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay được suôn sẻ, không có nhiều điều với bạn cần phải lo lắng. Và thời gian này, bạn mệnh tuổi Dậu chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn tuổi Dậu được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, bạn mệnh cần phải cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, kèm theo đó sẽ là sự bận rộn tăng lên khá rõ, khiến cho bạn không có được thời gian cho bản thân và cho những người thân yêu của mình. Với lịch trình công việc dày đặc, tất bật, sự tỉnh táo và tinh thần tập trung cao độ sẽ là yếu tố giúp cho bạn thành công như mong đợi, bạn tuổi Dậu nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang có nhiều trục trặc, khúc mắc bởi tính tình nóng nảy của bạn gây ra. Và mỗi khi tính nóng lên, với bạn không thể làm chủ được bản thân mình, cho nên làm cho vận trình tình cảm của mình kém được suôn sẻ. Với những người đã có gia đình rồi thì cần phải chú ý trong ngôn từ khi giao tiếp với người thân. Đừng có vì cái tôi quá cao mà khiến cho hòa khí trong gia đình bị phá vỡ, bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch là có thể thu được thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, công việc được suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên tập quen dần với lịch trình làm việc bận rộn. Tử vi tuổi Thân Dậu thuộc mệnh Mộc, được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tính tình nóng nảy khiến cho tình cảm có nhiều trục trặc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần hỏa tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Bạn tuổi Tuất đang có được một ngày làm việc vô cùng là năng suất, có nhiều việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó, khiến cho bạn mệnh cảm thấy tự tin và hào hứng hơn nhiều. Với bạn tuổi Tuất cũng nhận ra có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho mình, cho nên càng thêm mạnh dạn nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, đối với những ai tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc, mọi việc vẫn diễn ra khá chỉ đạt thuận lợi với bạn mệnh. Chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được tinh thần bình tĩnh khi bước vào phòng thì không có gì là bạn không thể vượt qua được cả. Vì vậy với bạn tuổi Tuất, hãy tự tin rằng bạn không hề kém cỏi so với bất cứ ai nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này là khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn không được mấy tốt đẹp.
Cái chuyện tình cảm giữa bạn với người ấy gặp nhiều mâu thuẫn, ai cũng có chính kiến riêng và không có ý định lắng nghe người khác. Và đây sẽ là điểm hạn chế cần phải được loại trừ càng sớm càng tốt để tìm lại được tình yêu bền vững hơn bạn tử tuất nhé. Vài câu quýt cho bạn tử tuất trong ngày thứ 6 này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nhiều việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có được một ngày làm việc vô cùng là năng suất. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, việc thi cử, ứng cử, xin việc diễn ra khá thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đôi lứa gặp nhiều mâu thuẫn do cái tôi của cả hai quá lớn. Và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày Dần Hợi lục hợp. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đón đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Và sau bao nhiêu chờ đợi thì với bạn tuổi Hợi cũng sẽ gặp được nhân duyên của đời mình. Tình yêu mở lối trái tim mang tới cho bạn những niềm hân hoan, tạo động lực lớn lao cho cuộc sống nữa. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, đối với các cặp vợ chồng sẽ có được những giây phút hạnh phúc, thăng hoa bên nhau. Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực không khiến cho tình cảm nhạt phai mà còn càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ cả hai đun san sẻ mọi việc lớn nhỏ ở trong nhà với người kia nữa. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn dễ dàng hoàn thành được công việc hơn. Và dù có nhiều khó khăn, trắc trở trước mắt, nhưng với bạn mệnh tuổi Hợi biết cách khéo léo vận dụng những gì mà mình có, lợi dụng thời cơ để vượt qua được thử thách một cách thành công nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tình yêu mở lối trái tim mang tới cho bạn có được niềm hân hoan, hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, đào hoa khởi vượng đối với những bạn đang còn độc thân, gặp được nhân duyên phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hôn nhân bền chặt nhờ biết cách san sẻ những gánh nặng với nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, các cặp vợ chồng có những giây phút hạnh phúc, thăng hoa bên nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, biết cách khéo léo vận dụng những gì mà mình có để vượt qua được thử thách, tiến tới thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 87, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.